Kết thúc ngày giao dịch hôm qua mùng 7 tháng 12, sắc xanh đã quay trở lại bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới nhờ sự khởi sắc của các mặt hàng nông sản và kim loại. Chỉ số MSCI Index đảo chiều tăng nhẹ 0,33% lên 2.376 điểm, chấm dứt chuỗi giảm mạnh 4 ngày liên tiếp trước đó. Dù vậy thì khi đi sâu vào các nhóm hàng thì một số nhóm vẫn chịu xu hướng giảm. Hôm qua là phiên giảm mạnh thứ tư liên tiếp của giá dầu thô. Đóng cửa dầu WTI kỳ hạn tháng 1 năm sau trên sở Nimex giảm sâu hơn 3% xuống mức là 72 đô la Mỹ một thùng. Hợp đồng dầu Brand kỳ hạn tháng 2 cũng giảm tới 2,75%, chốt ở mức là 77,17 đô la Mỹ một thùng. Như vậy giá dầu đã chạm mức thấp nhất trong vòng một năm qua vâng à, theo những phân tích của sở dĩ hàng hóa Việt Nam MXV thì nguyên nhân của đà giảm của giá dầu thô xuất phát từ lo ngại về triển vọng tiêu thụ à, đang khiến cho giá dầu gặp áp lực và xóa bỏ mọi tích lũy từ đầu năm cho đến nay cụ thể lực bán ra tăng nhanh chóng sau khi báo cáo của cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ EIA cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của tồn kho nhiên liệu trưng à, cất cụ thể tồn kho đạt mức hơn 6,8 triệu thùng cao hơn nhiều so với dự đoán của thị trường tồn kho xăng cũng tăng tới 5,3 triệu thùng trong à, tuần à, kết thúc ngày hai tháng 12. Trong khi đó xuất khẩu dầu thô của Mỹ lại giảm mạnh trong tuần qua. Như vậy số liệu báo cáo tuần của EIA đang phản ánh mối lo ngại về nhu cầu tiêu thụ suy yếu. Thêm vào đó ngày hôm qua, ngân hàng trung ương Canada đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản và đưa mức lãi suất lên cao nhất kể từ năm 2008. Chi phí vay tăng cao có thể sẽ tạo sức ép tới triển vọng kinh tế trong tương lai, góp phần gây áp lực lên giá dầu tuy nhiên theo MSV thì với việc giá dầu đang tiến về mức là 70 đô la Mỹ một thùng sẽ là mức mà chính phủ Mỹ xem xét để có thể mua bổ sung dầu và kho dự trữ chiến lược đang ở mức thấp sau các đợt giải phóng dầu và đây có thể sẽ là động vực à, động lực cho sự phục hồi nhẹ của giá dầu à, trong ngày hôm nay.